vào trong trường thì chị lại nhớ lại cái hình ảnh của chị năm trước, rất là háo hức để chuẩn bị cho mình một cái năm học mới, một ngôi trường mới. Khi mà về trường Việt Đức thì thực là rất là nhiều người kỷ niệm đã ùa về, và ngày xưa thì chị cũng là một học sinh của trường Việt Đức và có rất là nhiều những cái kỷ niệm của trường. Cũng có những lúc mà đi học muộn này, rồi cũng có những lúc mà vi phạm những quy định nhà trường, nhưng mà tất cả đấy đều là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời học sinh, và hy vọng là các em cũng sẽ có 3 năm cấp 3 thật là đẹp tại ngôi trường Trung học phổ thông Việt Đức, và chúc tất cả các em sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong học tập để đem lại những cái vinh quang cho nhà trường. Cảm ơn tất cả các em, cảm ơn các thầy cô ạ.